Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của kênh truyền hình BRT. Chương trình chuyển tải đến quý vị những thông tin ghi nhận từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trưa nay thứ Sáu ngày 24 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Vinh Hà. Giá dê giảm sâu, người nuôi gặp nhiều khó khăn. Hôm nay Công đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch. Điểm đến đầu tiên trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những thông tin ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng và tặng quà giáo xứ Vinh Hà thuộc giáo hạt Bình Giã, giáo phận Bà Rịa. Tham dự cùng đoàn có ông Bùi Chí Thành, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo huyện Châu Đức. Gặp mặt các linh mục, chức sắc và giáo dân giáo xứ Vinh Hà, ông Phạm Viết Thanh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bày tỏ niềm vui vì đợt dịch COVID-19 vừa qua, linh mục Nguyễn Châu Sinh, chánh xứ và ban hành giáo giáo xứ Vinh Hà đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, vận động giáo dân thực hiện hiệu quả các quy định phòng chống dịch, tương trợ giúp nhau cùng vượt qua khó khăn. Bí thư tỉnh ủy mong muốn giáo xứ Vinh Hà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, tương thân tương ái và hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Dịp này, Bí thư tỉnh ủy chúc linh mục Nguyễn Châu Sinh và giáo dân Vinh Hà đón Giáng sinh an lành, năm mới vui tươi hạnh phúc. Linh mục Nguyễn Châu Sinh, chánh xứ giáo xứ Vinh Hà, hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau. Thưa quý vị, trong chuyến làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi khảo sát tọa đàm về quá trình xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp cơ sở tại huyện Châu Đức. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, trong giai đoạn 1994-2021, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, qua đó khắc phục khó khăn, khai thác tốt các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế xã hội tăng trưởng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 66 triệu đồng một người một năm, tăng 12,5 lần so với khi mới thành lập huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm tăng khoảng 10%. 15 trên 15 xã được công nhận nông thôn mới. Văn hóa, y tế, giáo dục có những bước tiến nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Châu Đức, đồng thời cũng góp ý giúp huyện xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp cơ sở trong những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã tổ chức kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 1,46% so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp 4.785 tỷ đồng, tăng 6,6%. Doanh thu thương mại dịch vụ đạt 7.016 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách hơn 476 tỷ đồng, vượt 36% dự toán năm. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên đạt 95%. Tỷ lệ học sinh từ 12 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vaccine đạt trên 98%. Huyện thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức đã xem xét thảo luận, chất vấn, làm rõ các nguyên nhân của những hạn chế về hạ tầng, môi trường, tách thửa, hỗ trợ người dân có heo bò bị tiêu hủy do dịch bệnh, vấn đề chậm trễ trả căn cước công dân. Bế mạc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới, trong đó có chủ trương đầu tư 35 công trình dự án trên địa bàn. Hội chữ thập đỏ huyện Châu Đức đã trao tặng xe lăn xe lắc cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện năm 2021. Qua vận động kinh phí từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội chữ thập đỏ huyện Châu Đức đã trao tặng 16 xe lăn, 3 xe lắc cho người khuyết tật và bệnh nhân nghèo, tổng giá trị 37,5 triệu đồng. Đồng thời trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng.
Thưa quý vị, 2 tháng trở lại đây, giá dê thịt trên địa bàn tỉnh liên tục giảm sâu, có thời điểm chỉ còn 60.000 đồng một ký, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Không chỉ giá giảm, việc tiêu thụ thịt dê cũng gặp khó khăn, khiến việc chăn nuôi của nông dân không mấy thuận lợi. Ghi nhận tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức. Lứa dê này của gia đình ông Phan Thành Giả, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, đã đến kỳ xuất bán, nhưng thương lái không mặn mà đến thu mua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, khiến việc tiêu thụ dê trên thị trường thấp, kéo theo giá bán cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60-65.000 đồng một ký, thấp hơn phân nửa so với cùng thời điểm này năm ngoái. Hiện tại, ông Giả phải giảm tỷ lệ cám công nghiệp, tăng khẩu phần cỏ và các loại lá cây cho dê ăn để giảm chi phí lưu chuồng. Nói chung là nay là cái dê thì mà thương lái thì nó kêu nó mua chậm lắm, nó không có như ngày xưa nữa. Mình kêu có một tháng sau mà chưa lại, rồi còn thức ăn thì càng ngày càng lên. Mà bây giờ là cái dê, nguồn dê nó ra không được thì mình phải ngưng cái thức ăn lại để cho cái dê nó từ từ lại. Chứ còn nếu mà lớn quá thì mình ra sức ra cũng nó rẻ hơn nữa. Với loại dê từ 40kg một con trở xuống, thương lái đang thu mua với giá khoảng 80.000 đồng một ký hơi. Còn dê trên 40kg một con thì giá chỉ còn 60-65.000 đồng một ký. Nếu nuôi dê bằng cám công nghiệp và phải mua con giống, thì người chăn nuôi đang lỗ khoảng 1 triệu đồng một con. Do đó, để giảm chi phí chăn nuôi, ông Bùi Văn Hảo, ấp Suối Lấp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, đã tận dụng lá cây trong vườn và trồng thêm cỏ để nuôi đàn dê 50 con của mình. Nói chung là kiểu như giá cả thì giờ dê thì nó có hơi giảm, thì cám thì nó tăng. Thì có hồi trước thì mình cho nó ăn, dê nó có giá thì mình cho nó ăn thoải mái hơn một chút. Còn bây giờ mà giá nó giảm thì mình hạn chế cám lại, mình cho nó ăn thêm cỏ rồi rau thêm á. Thì còn mà cho ăn như hồi trước thì nói chung là lợi nhuận nó sẽ kém. Dê là loại gia súc dễ nuôi, không cần nhiều vốn, đất canh tác và tận dụng được nhiều nguồn thức ăn. Do vậy, những năm gần đây, mô hình nuôi dê được nhiều người lựa chọn để phát triển kinh tế. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh khoảng 90.000 con, tăng khoảng 2,8% so với năm 2020. Khi thị trường tiêu thụ tốt, 1 ký dê hơi có thể bán được với giá 140-160.000 đồng, thì người nuôi dê có lãi từ 500-600.000 đồng một con. Còn với giá cả và thị trường tiêu thụ hiện tại, thì nông dân nuôi dê khó có lời, thậm chí còn thua lỗ. Thì nói chung là cái giá dê mà giảm xuống thì cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập của bà con thật. Người ta sẽ giảm cái thức ăn, người cho ăn lá chủ yếu, cho nên là cái giá thành để mà nuôi dê thì cũng hạ xuống. Nếu như mà duy trì ở cái giá này thì người ta vẫn cứ duy trì nuôi dê. Chứ còn nếu như mà giảm nữa thì cái đó đến lúc đó thì sẽ phát sinh cái tưởng người ta sẽ đầu tư những cái khác nó có lời hơn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người nuôi dê cần nâng cao kỹ thuật và chất lượng nuôi, điều chỉnh thời vụ và số lượng nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài ra, người nuôi dê nên tận dụng các loại lá cây có sẵn trong vườn như mít, bắp để thay thế cho các loại thức ăn công nghiệp trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 03 của huyện ủy Đất Đỏ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2021, địa phương đã đầu tư xây dựng 2 trạm trung chuyển rác, bố trí 191 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Công tác thu gom và xử lý rác được quan tâm thực hiện, tình trạng bỏ rác không đúng quy định được hạn chế, hoạt động thanh tra kiểm tra được tăng cường. Huyện xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường. Tổng kết Nghị quyết 03 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2021, huyện Đất Đỏ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường. Huyện chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mô hình dân vận khéo như trồng hoa ven đường, phát động toàn dân tham gia vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ Bảy, Chủ nhật. Hiện tại, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đất Đỏ đạt 99,9%, tăng 0,9% so với năm 2010. 100% hộ dân có chuồng trại gia súc gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý.
Với 3.714 vaccine Pfizer được tỉnh phân bổ, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 12, huyện Đất Đỏ tổ chức tiêm mũi 2 phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 14 tuổi trên địa bàn. Huyện Đất Đỏ đã bố trí điểm tiêm tại các trường mà trẻ đang theo học hoặc tại các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng cấp xã. Các điểm tiêm bố trí quy trình tiêm chủng theo quy tắc một chiều, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trước khi tiêm, trẻ phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, được bác sĩ tư vấn và khám sàng lọc, đồng thời hướng dẫn theo dõi sau tiêm. Trong 2 ngày qua, toàn huyện có 3.249 trẻ từ 12 đến 14 tuổi được tiêm mũi 2. Hôm nay, huyện bố trí tiêm vét cho những trẻ em chưa tiêm. Thưa quý vị, từ hôm qua 23 tháng 12, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường thứ 3. Đối tượng tiêm mũi 3 phải đảm bảo đủ thời gian cách mũi 2 theo quy định của Bộ Y tế và ưu tiên tiêm theo thứ tự. Người suy giảm miễn dịch đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch, lực lượng tuyến đầu như y tế, quân sự, công an trực tiếp phòng chống dịch. Người từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu, một trong hai địa phương triển khai tiêm mũi 3 đầu tiên của tỉnh. Nằm trong danh sách tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 tăng cường, ông Trần Xuân Nam và bà Hoàng Thị Loan ở phường 11 có mặt tại điểm tiêm chủng rất sớm. Hai ông bà đã ngoài 70 tuổi, lại có bệnh lý, được tiêm vaccine mũi thứ 3. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, ông bà càng thấy yên tâm. Tôi thấy là trong thông tin đại chúng nhiều chiều, nhưng mà tôi chiều qua thì tổ trưởng dân phố là phát cho cái giấy, là mời bác là sáng nay ra trường tiểu học Phước Thắng để tiêm mũi 3. Tôi phấn khởi, vì đây là được mình, là mình được hưởng thụ. Thực chất là mình sức khỏe rồi thì mình cứ tiến vào thông tin đại chúng thôi. Nhưng mà có tổ chức người ta thông báo cho mình thì mình sẵn sàng tiêm thôi. Thành phố Vũng Tàu là một trong hai địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều tăng cường thứ 3 trong ngày 23 tháng 12 tại 17 trên 17 phường xã của thành phố. Đợt tiêm này, toàn thành phố có hơn 30.000 người được tiêm. Loại vaccine dùng để tiêm là Pfizer, đảm bảo tiêm chủng đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên. Công tác rà soát đối tượng được Ủy ban Nhân dân các phường xã của thành phố thực hiện chặt chẽ. Thưa quý vị, từ cuối tháng 11 khi Bà Rịa Vũng Tàu triển khai điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ, không triệu chứng tại nhà, thì đội ngũ tình nguyện viên lại sát cánh cùng các nhân viên trạm y tế lưu động quản lý, chăm lo F0, giúp cho những bệnh nhân này yên tâm thực hiện đúng phác đồ điều trị để mau chóng bình phục. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Vừa trở về trạm y tế lưu động sau nhiều giờ hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà có biểu hiện khó thở, y sĩ Trần Thiện Anh, tình nguyện viên trạm y tế lưu động phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, lại tất tả lên đường khi nhận được thông tin cần được hỗ trợ từ một bệnh nhân COVID-19 khác. Trần Thiện Anh là sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Em là một trong 51 thành viên đoàn tình nguyện của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh đoàn Bình Dương đến Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu từ đầu tháng 12. Trước đó, em và đoàn tình nguyện viên này đã tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mà dịch bùng phát, thì em đã thấy được rất là nhiều mất mát. Và đối với một sinh viên ngành y thì em muốn hỗ trợ ngành y tế mình một chút gì đó, cũng là một chút xíu sức của em, để giúp mọi người không phải mất mát gì thêm. Hiện tại là 8 tháng rồi em vẫn chưa được về nhà. Em sẽ vẫn còn đi nữa cho đến khi nào mà dịch nó ổn hơn thì em sẽ về với gia đình em. 51 thành viên, có người là bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa, cũng có người chỉ với mong muốn được góp sức mình cho công tác phòng chống dịch mà đăng ký các lớp tập huấn chuyên môn chăm sóc sức khỏe bệnh nhân COVID-19 để tham gia hoạt động tình nguyện. Tất cả được phân công phụ trách, đảm nhiệm những phần việc phù hợp. Khi mà em bắt đầu vô tình nguyện thì em đi hỗ trợ điểm tiêm, hỗ trợ điểm lấy mẫu và tổ an sinh. Dạ, tính đến nay thì đây là tháng thứ 6 em tham gia tình nguyện. Em sẽ tiếp tục tới khi nào mà thành phố mình hết dịch. Chị Dương Hồng Thủy, một dược sĩ ở phường 5, thành phố Vũng Tàu, đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 được nửa năm nay. Với khả năng của mình, thời gian qua, chị tích cực tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến F0, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Còn bây giờ, chị là nhân tố tích cực trong công tác quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ tại nhà. Khi số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, cũng đồng nghĩa công việc của chị và các tình nguyện viên khác cũng vất vả hơn. Từ thăm hỏi sức khỏe, cấp phát thuốc, tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân, tuân thủ điều trị. Dẫu vậy,
nhưng xác định đây là công việc ý nghĩa nên chị Thủy luôn dốc sức làm. Học bên dược mà em cũng ra trường mà đi làm cũng kinh nghiệm mười mấy năm, em có chứng chỉ hành nghề nữa. Dạ, nên là khi đi phát thuốc này kia thì mình nhìn cái số lượng, với nói chung mình đọc á thì mình hiểu, là mình hướng dẫn cho bệnh nhân hay là độ tuổi nào á nên dùng thuốc hay là như thế nào á, thì em nó phù hợp với cái nghề của em. Dạ, tại vì thì mình nói chung cũng muốn có một cái phần mà công sức á cho mình phòng chống dịch, rồi hỗ trợ cho bên ủy ban với bên y tế cho mấy chị. Dịch COVID-19 bùng phát, thành phố Vũng Tàu là địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Số ca COVID-19 điều trị tại nhà cũng nhiều nhất với khoảng 6.000 ca. Vì vậy, áp lực trong quản lý điều trị bệnh nhân rất lớn. Thế nên sự có mặt của những tình nguyện viên, dù ở vai trò nào, cũng góp phần giảm đáng kể áp lực cho lực lượng y tế, đồng thời giúp cho công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà đạt kết quả tốt hơn. Bây giờ là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, trong năm 2021, trên địa bàn thành phố Bà Rịa xảy ra 2 vụ cháy rừng, không tăng không giảm so với năm 2020. Đây chỉ là những vụ cháy thực bì gây thiệt hại cây rừng không đáng kể. Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020-2021 và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021-2022 của thành phố. Thành phố Bà Rịa có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên 332 hectare, trong đó đất có rừng là 243 hectare, thuộc địa bàn hai phường Kim Vinh Long Hương và xã Tân Hưng. Trong năm 2020-2021, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Bà Rịa đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, rừng tại thành phố Bà Rịa được bảo vệ tốt. Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021-2022, thành phố chú trọng tổ chức lực lượng tuần tra, trực cháy rừng, phát huy trách nhiệm của chủ rừng trong thực hiện các công trình và phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cho biết, từ hôm nay 24 tháng 12, huyện đã khôi phục lại toàn bộ hoạt động, trong đó có hoạt động du lịch khách sạn nghỉ dưỡng. Theo đó, khách du lịch từ vùng 1, vùng 2 được đi lại không hạn chế trên địa bàn. Tuy nhiên, trước mắt Côn Đảo chỉ đón du khách đến bằng đường hàng không. Sau ngày 15 tháng 2 năm 2022, Côn Đảo mới xem xét, đánh giá thời điểm khôi phục các tuyến tàu khách cao tốc đến Côn Đảo. Hiện nay, nhiều cơ sở lưu trú tại Côn Đảo mở cửa đón khách trở lại. Tính đến ngày 22 tháng 12, khoảng 20 đơn vị đã được phê duyệt phương án đón khách theo quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các cơ sở lưu trú cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu khuyến mãi để thu hút du khách dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022. Trong đó, đại diện Shisensit Côn Đảo cho biết, nhân dịp khôi phục hoạt động du lịch, khu nghỉ dưỡng nâng cấp nhiều dịch vụ cho du khách như thưởng thức hải sản tươi sống, tập yoga miễn phí, phục hồi sức khỏe, các hoạt động lễ hội Giáng sinh và năm mới. Đặc biệt, du khách có thể tham gia thả rùa Côn Đảo về biển, một trải nghiệm đặc trưng riêng có tại điểm đến này. Một số điểm tham quan di tích tại Côn Đảo như Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo, Di tích Phú Hải, Bảo tàng Côn Đảo, Đền thờ Côn Đảo đã mở cửa từ hôm nay 24 tháng 12. Tuy nhiên, du khách phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, phải đăng ký trước khi tham quan, đồng thời tuân thủ 5K và các quy định riêng tại từng khu điểm trong quá trình tham quan. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển là thông tin về các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp khó lường của biến chủng Omicron, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các đơn vị đưa ra các giải pháp để xây dựng một văn bản riêng về quy trình ứng phó với biến chủng này. Trong đó, cụ thể hóa các biện pháp xử lý, phương án cách ly điều trị để hệ thống phòng chống dịch cơ sở không lúng túng trong trường hợp chủng biến thể mới này xuất hiện trên địa bàn. Phòng ngừa biến chủng Omicron, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh để không hoang mang lo lắng trước biến chủng mới, nhưng cũng không chủ quan lơ là trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 ghi nhận 7 ngày qua, từ ngày 17 đến 23 tháng 12 trên địa bàn tỉnh đã giảm gần 17% so với 7 ngày trước đó, tương đương giảm 416 ca.
Để tiếp tục giảm thiểu ca mắc, ca tăng nặng và tử vong, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp, nâng cao hệ thống cơ sở y tế, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan. Công tác điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà phải thực hiện đúng quy định, an toàn và hiệu quả. Về tiêm chủng, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo vaccine về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó, không để bất kỳ người dân nào đủ điều kiện mà chưa tiêm vaccine và khẩn trương tiêm mũi tăng cường cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 21 tháng 12. Ngay sau khi Bộ Y tế có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực này gửi các đơn vị địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới, thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế trong năm 2022, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện, báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật. Chương trình Hòa nhịp phát triển ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.